chiêm ngưỡng bộ bàn ghế tiền tỷ của đại gia Hà Nội. Bộ bàn ghế gỗ trắc được vị đại gia đặt gần 1 năm mới hoàn thành, chỉ tính riêng trọng lượng của bộ bàn ghế này đã lên tới gần 1 tấn. Bộ bàn ghế được làm bằng gỗ trắc nguyên khối gồm 1 bàn, 1 ghế đoạn, 4 ghế nhỏ và 2 đôn. Đây là loại gỗ trắc đỏ có xuất xứ từ bên Lào, đầu tiên mình định để mộc, tuy nhiên khi về sử dụng một thời gian thấy không ưng nên tuyển thợ về ráp lại vì đại gia này cho hay. Theo chủ nhân bộ bàn ghế, cả bộ bàn ghế nặng gần 1 tấn, chỉ tính riêng chi phí hoàn thiện được bộ bàn ghế này đã mất gần 10 tháng, chi phí nhân công khoảng 200 triệu đồng. Đây là bộ bàn ghế nghê rồng, chế tác hoàn toàn bằng thủ công nên khá tốn kém là vậy, chủ nhân cho biết. Riêng ghế đoạn có chiều dài 2,24m và rộng 0,64m, nặng 250kg. Ghế nhỏ cũng ngót nghét mỗi chiếc cả 100kg. Được gọi là bộ bàn ghế nghê rồng bởi tất cả các họa tiết trên ghế đều có hình rồng và hình nghê. Đầu gối của chiếc bàn cũng mang hình đầu nghê. Ghế nhỏ với tay vịn 16 chạm khắc đầu rồng mình nghê. Lý giải về hình đầu rồng đang há miệng trợn mắt ở chính giữa ghế đoạn, vì chủ nhân này nói ý tưởng của mình đó là tâm điểm của bộ bàn ghế, nó chứng tỏ rất mạnh tâm điểm để hút mọi thứ xung quanh. Phía dưới chiếc đầu rồng đang há miệng trợn mắt là hai con rồng đang tranh đấu. Ở hai đầu của đoạn ghế này cũng là hai con rồng đang uốn mình vươn lên, tượng trưng cho sự thịnh vượng, vị này giải thích. Trong công việc cũng như cuộc sống, ai cũng mơ ước đạt được những thành quả cao, bộ bàn ghế cũng thế, nó thể hiện quyền năng cũng như kết quả hưng thịnh của người chơi nó. Lý giải về thú chơi bộ bàn ghế tiền tỷ này của vị chủ nhân. Chiếc bàn trông khá đơn sơ, tuy nhiên để di chuyển được chiếc bàn này phải cần từ 4 đến 5 người khỏe mạnh. 8 công nhân làm việc trong vòng gần 10 tháng trời mới hoàn thiện được bộ bàn ghế này. Toàn bộ họa tiết trên bàn và ghế đều không sử dụng bất cứ một thiết bị máy móc nào, mà chỉ bằng đôi bàn tay khéo léo của các thợ mộc.